Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo thuật phong thủy cho rằng vạn vật trên đời đều có linh hồn chứ không hề vô tri vô giác như chúng ta vẫn thường nghĩ. Đặc biệt là đối với một chiếc nhẫn, một vật có sức mạnh kỳ bí đã được ngợi ca hàng ngàn năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Bởi lý do này, khi đeo nhẫn trên tay, ta cũng cần phải chú ý tới cung mệnh của chiếc nhẫn để có thể tạo nên sự tương sinh, hòa hợp với bản mệnh, biến chiếc nhẫn thành bùa hộ thân có giá trị cho mình. Đeo nhẫn phong thủy không chỉ để tăng tính thẩm mỹ mà nó còn giúp chủ nhân gặp được nhiều may mắn, nâng cao tài vận, bổ trợ cho con đường công danh sự nghiệp được suôn sẻ, hanh thông. Tuy nhiên, nếu đeo nhẫn phong thủy không hợp với mệnh sẽ gặp nhiều điều xui xẻo, có thể dẫn tới tán gia bại sản. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ bí quyết đeo nhẫn thuật phong thủy để có thể thu hút tài lộc. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhẫn phong thủy là gì. Nếu xét về hình dáng bên ngoài, nhẫn phong thủy cũng có cấu tạo giống với hầu hết các loại nhẫn đeo tay có bán hiện nay. Nhẫn có dạng hình tròn khép kín với các dạng bản to, nhỏ phù hợp với kích thước tay của người đeo. Trên nhẫn có thể trơn hoặc được chạm khắc hoa văn đình đá quý hoặc làm thành hình các con vật cầu kỳ. Và người ta tin rằng nhẫn phong thủy là một vật phẩm sẽ mang đến may mắn và tài lộc cho người sở hữu. Vậy tại sao nên lựa chọn nhẫn phong thủy theo tuổi và mệnh? Như đã nói, trên nhẫn phong thủy không là đơn giản chỉ là vật trang sức ngoài thân. Đã là một vật phẩm phong thủy thì ngoài yếu tố về thẩm mỹ, chúng ta cần lựa chọn và đeo đúng với tuổi cũng như cung mệnh của mình. Chỉ có khi này, chiếc nhẫn mới có thể hỗ trợ bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Nếu chọn nhẫn phong thủy bừa bãi, bạn hãy dè chừng bởi bạn sẽ dễ dàng gặp phải khó khăn và tai ương. Theo đó, chúng ta hãy phân ra thành ngũ hành theo quan niệm phong thủy. Bạn có thể dựa theo ngũ hành của nhẫn và ngũ hành của các ngón tay để lựa chọn cho mình những chiếc nhẫn phong thủy phù hợp. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng đây chỉ là một vật hộ thân nên bạn không nên phó mặc tất cả cho nhẫn. Bởi muốn có được sự thành công thì cần phải có sự cố gắng từ bạn. Và nếu như các bạn chưa biết đâu là cách đeo nhẫn phong thủy theo tuổi, theo mệnh của mình mà có thể giúp mang lại may mắn tài lộc, thì hãy theo dõi những gì mà kênh Phong Thủy Lộc Tài chia sẻ ngay sau đây. Cách xác định tay đeo nhẫn sẽ như sau. Xem phong thủy, bạn có thể thấy rằng ứng với mỗi ngón tay sẽ mang đến một ý nghĩa và đại diện cho một khía cạnh riêng. Đeo nhẫn ở bất cứ ngón tay nào mà không hợp với nhu cầu sử dụng thì đeo nhẫn ngón nào cũng sẽ trở nên bất lợi, không được tốt. Chính vì vậy, tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà bạn quyết định xem nên đeo ở ngón tay nào là hợp lý. Đặc biệt, khi xác định được ngón tay nào để đeo nhẫn, bạn cần phải xác định được bàn tay đeo nhẫn trước, cụ thể như sau. Thứ nhất là với những người chưa kết hôn. Nguyên tắc khi đeo nhẫn của bạn là nam tả nữ hữu, tức là con trai đeo tay trái, con gái đeo tay phải. Đeo nhẫn theo nguyên tắc trên thì mọi may mắn và tài lộc sẽ đến với mình. Thứ hai là với những người đã kết hôn. Nguyên tắc đeo nhẫn ngược lại với những người chưa kết hôn hay nam hữu nữ tả. Bởi theo quan niệm rằng khi đã kết hôn, chúng ta đều mong muốn mang lại nhiều vật khí tốt cho người chồng hoặc người vợ của mình. Chính vì vậy mà bạn nên đeo nhẫn ở bàn tay đại diện cho người đó. Ngoài ra, đây cũng là một cách để thể hiện tình cảm, sự tôn trọng đối với đối phương. Tuy nhiên, theo các xu hướng phát triển hiện nay thì đa phần các cặp đôi khi hướng tới hôn nhân đều đeo nhẫn cưới ở bàn tay trái ngón áp út. Tùy theo phong tục của các quốc gia và quan niệm của mỗi người mà có những cách đeo nhẫn khác nhau. Thứ tư là bí quyết chọn nhẫn phong thủy theo mệnh của nhẫn. Người mạng thủy thì nên chọn nhẫn mệnh kim. Nhẫn thuộc mệnh kim thường có hình tròn, bề mặt nhẫn trơn và không có mặt lồi lên, nạm bằng đá quý.
Thân nhẫn có thể trang trí bằng cách gắn kết thêm những viên đá quý có hình dạng tròn màu vàng hoặc màu trắng. Tuy nhiên, không nên quá cầu kỳ trong khâu thiết kế mà chỉ nên sử dụng đơn giản. Bạn nên chọn chất liệu từ vàng tây, bạch kim hoặc từ bạc. Đặc biệt, sự kết hợp giữa kim cương, vàng và bạch kim là tốt nhất bởi nó sẽ tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho chiếc nhẫn. Người mạng hỏa nên đeo nhẫn thuộc mệnh mộc. Nhẫn thuộc mệnh mộc thường có hình dạng tròn và được cách điệu cùng với những nét uốn lượn, vặn chéo hoặc cách điệu thành hình chữ nhật. Đó có thể kết hợp với thân nhẫn được gắn kết bằng những viên đá quý có hình màu xanh. Nhẫn có mặt lồi lên và được thiết kế hình tròn, bầu dục hoặc hình chữ L và được nạm bởi những viên đá quý màu xanh. Người mạng mộc nên đeo nhẫn thuộc mệnh thủy. Nhẫn thuộc mệnh thủy thường có hình dáng tròn và được cách điệu với những nét uốn lượn. Nhẫn có mặt lùi lên, được thiết kế thành hình tròn, hình bầu dục, có nạm những viên đá quý màu xanh tím, xanh đen, màu lục hoặc màu đen. Thân nhẫn thường mảnh khảnh, có thể có hình dạng chữ S, có thể kết hợp với thân nhẫn với những viên đá quý hình có màu sẫm. Người mạng thổ nên đeo nhẫn thuộc mệnh hỏa. Nhẫn thuộc mệnh hỏa thường có hình dáng nhọn và được cách điệu bằng những nét thô cao. Nhẫn có mặt lùi lên và được thiết kế hình như hình tam giác, đa giác, được nạm những viên đá quý màu hồng, màu đỏ hoặc màu da cam. Thân nhẫn thường được cắt chéo các cạnh, có thể sẽ có dạng hình chữ V. Có thể kết hợp thân nhẫn với những viên đá quý có gam màu hồng, màu đỏ. Người mạng thủy nên đeo nhẫn thuộc mệnh thổ. Nhẫn thuộc mệnh thổ thường có hình dáng hình vuông và được cách điệu bằng những nét vuông vắn, cứng rắn. Nhẫn có mặt lùi lên và được thiết kế thành hình vuông, hình chữ nhật, có nạm những viên đá quý màu vàng. Thân nhẫn thường có dạng hình vuông, có thể có dạng hình chữ T. Có thể kết hợp thân nhẫn với những viên đá quý có các gam màu vàng, sáng và màu nghi. Quý vị thân mến, việc đeo nhẫn ở các ngón tay khác nhau cũng mang đến những ý nghĩa không hề giống nhau. Chẳng hạn như khi bạn muốn củng cố quyền uy trong sự nghiệp thì nên đeo nhẫn ở ngón trỏ, hoặc muốn thể hiện tình cảm với người thân trong gia đình và bạn bè thì nên đeo nhẫn ở ngón giữa. Và trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ chi tiết hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Đeo nhẫn ở ngón cái. Thuộc mệnh mộc tượng trưng cho cha mẹ, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Đeo nhẫn ở ngón tay cái thể hiện bạn là một con người độc lập, giàu ý chí, có thể vượt qua mọi trở ngại, thách thức trong cuộc sống. Bạn có thể trở thành một nhà sáng tạo tài ba, có con đường công danh phát triển và rộng mở, nhưng lại hơi lận đận trong các mối quan hệ tình cảm. Từ quan niệm của các thế hệ trước, ngón cái thể hiện cho vật chất và sự uy quyền. Chính vì thế mà ta hay thấy rằng các vị vua chúa, quý tộc thời xưa hay đeo nhẫn ở ngón tay cái. Chính vì vậy, nếu bạn muốn tăng vận thế, thúc đẩy sự nghiệp và tăng quyền uy cho bản thân mình, thì bạn nên đeo nhẫn ở ngón tay cái. Đeo nhẫn ở ngón trỏ, thuộc mệnh hỏa, củng cố uy quyền bằng sự độc đáo, sáng tạo. Chân thực, trách nhiệm và phóng khoáng là ba từ đặc trưng nhất để nói về những con người khi đeo nhẫn ở ngón tay trỏ. Khi đeo nhẫn ở ngón tay này sẽ giúp bạn trở nên tự tin. Đặc biệt, bạn sẽ cảm thấy mạnh dạn hơn để theo đuổi những tham vọng dựa trên năng lực của chính bản thân mình. Ngón tay trỏ là ngón tay đại diện cho sự nghiệp, địa vị hay học vấn của một người. Nếu bạn muốn sự nghiệp phát triển hơn hay đang chuẩn bị cho các kỳ thi cử quan trọng, thì đeo nhẫn ngón tay trỏ sẽ mang đến cho bạn nhiều may mắn. Đặc biệt, trên con đường công danh sự nghiệp phát triển, ngón trỏ cũng là một vị trí tốt mang lại cho bạn nhiều dấu hiệu về mặt tình cảm. Đeo nhẫn ở ngón giữa, thuộc mệnh thổ, quan hệ ruột thịt và tình bạn là cao quý nhất, giảm hao tài. Đeo nhẫn ở ngón giữa thể hiện bạn là một người quý trọng gia đình và các mối quan hệ bạn bè. Dường như bạn sẽ không gặp phải những xích mích hay xung đột giữa các mối quan hệ này vì bạn thường đối xử với mọi người hết lòng. Nhưng trong các mối quan hệ khác, nó lại không được êm đẹp như vậy. Bạn thường phải gặp những chuyện không hay, rắc rối khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Theo quan niệm, ngón tay giữa đại diện cho chính bản thân bạn. Vị trí của nó một phần thể hiện tính cách và con người của bạn, biết giữ cân bằng trong cuộc sống và khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Ở vị trí trung tâm của bàn tay, nó mang ý nghĩa quy hợp. Chính vì vậy mà ngón tay giữa có thể tập trung cho mọi sức mạnh từ những ngón tay khác
và giữ nó để không bị phân tán đi. Để có thể hấp thụ nguồn năng lượng tốt nhất để khai vận, gặp nhiều may mắn hay duy trì niềm vui trong cuộc sống thì bạn nên đeo nhẫn ở ngón tay này. Đeo nhẫn ở ngón áp út thuộc mệnh kim, tăng vận đào hoa, thành công nhờ nhiệt huyết của trái tim. Đeo nhẫn ngón áp út thể hiện bạn đang ở trong một mối quan hệ tình cảm hay bạn đang đặt rất nhiều hy vọng vào điều mình mong muốn bằng cả con tim chân thành. Bạn hăng say theo đuổi mục đích của mình bằng cách rất khéo léo và tinh tế. Bạn là một người sống nội tâm, trao đi cho người khác những tình cảm chân thành nhất và bạn cũng luôn mong muốn nhận lại những tình cảm như vậy từ những người đó. Theo phong thủy, đeo nhẫn ở ngón áp út sẽ giúp bạn gặp nhiều may mắn, tích tụ tài lộc, thúc đẩy vượng khí. Chính vì vậy, nếu như mong muốn tài lộc, dù ít hay nhiều, dù lộc chính hay lộc phụ, các nhà phong thủy học khuyên bạn nên đeo nhẫn ở ngón tay này. Ngoài ra, đeo nhẫn ở ngón tay áp út còn giúp bạn rèn luyện bản thân, cải thiện tâm tính tốt hơn. Tuy vậy, có một số ý kiến cho rằng đeo nhẫn ở ngón tay áp út tượng trưng cho người thương của bạn. Chính vì vậy, nếu bạn đang độc thân mà đeo nhẫn ở ngón này sẽ khiến bạn lỡ cơ hội trong chuyện tình duyên, khả năng kết thân với những người khác giới không tốt. Như vậy, vừa để có thể cải thiện tình duyên cũng như thúc đẩy sự nghiệp thành công, bạn nên chọn những chiếc nhẫn có hình dáng khác với nhẫn cưới. Đeo nhẫn ở ngón út thuộc mệnh thủy, nhà ngoại giao tài ba. Đeo nhẫn ở ngón út có thể giúp bạn cải thiện các mối quan hệ với mọi người xung quanh. Từ đó, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người và có lợi thế để thành công hơn chính nhờ sự yêu mến đến từ những người xung quanh. Ngón út là ngón tượng trưng cho con cái. Theo phong thủy, đây là ngón đại diện cho quý nhân, phù trợ, giúp cho bạn dễ dàng vượt qua rắc rối, hóa giải những điều kém may mắn, hỗ trợ trong mối quan hệ bạn bè và tình cảm và sẽ mang lại nhiều phúc khí đến cho bạn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.